đã sáng chế ra một loại ngôn ngữ bằng dấu chỉ để giúp những người bị tật nguyền như câm và điếc có thể giao tiếp với người khác. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ, trong thế giới ngày nay vẫn còn những dạng câm và điếc mà tôi gọi là tân thời, như tiếng nói của những người bị áp bức, nghèo khổ, không được đón nhận. Họ có miệng, nhưng cũng như không, vì có ai nghe thấu tiếng nói của họ đâu. Trong khi đó, những người có uy quyền và thế lực lại chọn bị điếc để khảy sợ đấy. Trong khi đó, những người có uy quyền và thế lực lại chọn bị điếc để khỏi bị áy náy. Nhưng những người sống cùng thời với Đức Giê-xu thì không được như vậy. Vì điếc nên họ không thể nghe, và mức độ cảm thông với người khác cũng bị suy giảm. Vì câm nên họ không thể nói. Vì thế, việc làm cho người khác hiểu được tâm tư và nguyện vọng của họ cũng gặp nhiều khó khăn. Tình trạng này cứ kéo dài từ ngày này sang ngày khác, nên khó khăn càng chồng chất trong việc giao tiếp. Cuối cùng, cả hai phía đều không vượt qua được những nỗi khó khăn này, và cuộc sống của những người bị câm và điếc càng ngày càng bị cô lập và xa cách với cộng đoàn. Trong trình thuật tin mừng hôm nay, Thánh Marco đã kể lại việc Đức Giê-xu đã chữa cho một người vừa bị câm lại bị điếc được khỏi bệnh. Đức Giê-xu không chỉ phục hồi tình trạng tật nguyền cho ông, mà còn ra tay phá bỏ bức tường ngăn cách giữa ông và cộng đoàn. Từ đó ông nghe được, nói được và cảm thông được với người khác. Và trái lại, những người khác cũng dễ dàng nghe, hiểu và thông cảm với ông ta hơn. Như vậy, việc chữa lành hôm nay không chỉ dừng lại việc chữa bệnh về mặt thể lý, nhưng còn nói lên việc Thiên Chúa tín trung, giữ lời hứa và tái tạo thế giới mới. Một thế giới mà trong đó người ta sẽ không còn thấy bất cứ một nỗi lầm than nào, sẽ không còn tật nguyền nhưng đầy sự sống, sẽ không còn đói khát, âu lo và chiến tranh nhưng là hòa bình. Thế giới sẽ tràn đầy niềm vui và hoan lạc. Đó là một thế giới tuyệt vời mà chính Thiên Chúa đã khai mạc trong Đức Giê-xu Kitô Chúa chúng ta. Trong ngày đó, những ai tưởng như mình đã chết, đã đui mù, đã câm điếc, què quặt và những tật nguyền giống như thế sẽ được chữa khỏi. Tất cả sẽ vùng lên, hân hoan, vui mừng reo hò vì đấng cứu độ đã đến và giải thoát họ và chúng ta khỏi tất cả những tật nguyền và hoạn nạn nói trên. Khi tin mừng Marco ghi lại cho chúng ta những điều kỳ diệu của Đức Giê-xu như thế, như làm cho người câm nói được, người mù trông thấy và người điếc nghe được, thì có nghĩa là lúc mà những gì đã loan báo về nước Thiên Chúa bởi các ngôn sứ, đặc biệt ngôn sứ Isaiah, nay đã được thực hiện. Đức Giê-xu, một con người bằng xương, bằng thịt, đang hiện diện trước mặt chúng ta. Người không chỉ đứng đó mà nhìn ngắm rồi phán dạy. Người hiện diện một cách thật tích cực. Người hiện diện bằng hành động. Những tật nguyền đã làm cho con người sống trong đau khổ, nay được tháo bỏ. Những hàng rào quan niệm khiến cho con người bị cô lập và mất đi mối hiệp thông, như nói không ra tiếng, nghe không thấy âm sắc, tất cả đều được cởi bỏ. Hôm nay, Đức Giê-xu đến để khai mạc thời đại mới. Và bổn phận của chúng ta là tin vào những gì mà Đức Giê-xu đã thực hiện. Nhưng vấn đề không phải là chúng ta tìm cách làm cho bản thân mình có những quyền phép lạ lùng, thực hiện được những phép lạ cả thể như Đức Giê-xu Kitô đã thực hiện. Nhưng chúng ta cần phải tin rằng những gì mà Đức Giê-xu đã thực hiện khi xưa vẫn còn được thể hiện qua cuộc sống của chúng mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
người đã thừa hưởng gia nghiệp mà Chúa để lại. Và chúng ta còn cần phải có bổn phận làm cho gia nghiệp đó ngày càng phát triển rộng lớn hơn. Có nghĩa là chúng ta được mời gọi trong cuộc sống trở thành những người biết san sẻ hồng ân và niềm vui khi được cứu độ cho tha nhân. Và đó cũng là ân phúc thật trọng đại, vì biết rằng chúng mình thuộc về Thiên Chúa. Nhưng làm thế nào chúng ta làm cho người khác biết được mối tương quan thuộc về của chúng ta với Chúa? Có nghĩa là chúng ta cần có chứng từ kèm theo khiến cho người khác nhận ra mối tương giao mật thiết giữa Chúa và ta. Đây không chỉ là một sự thuộc về dựa trên niềm tin, còn hơn thế nữa, nó cần có các chứng từ kèm theo, và các chứng từ đó cần được minh chứng bằng chính cuộc sống của mình. Nói khác đi, những ai đã thuộc về Thiên Chúa thì đều cảm nhận được niềm vui của Thiên Chúa, đấng giải thoát, nâng đỡ và tháo gỡ những gông cuồng, đau khổ đang đầy đọa cuộc sống ta. Cho nên trong niềm vui mừng và hân hoan đó, chúng ta không được phép khư khư giữ cho riêng mình, mà còn phải biết nghĩ đến người khác, quan tâm cho những ai đang sống với các nỗi khổ đau, đang chịu thiệt thòi mà họ phải gánh chịu. Rồi như Đức Giê-xu, chúng ta sẵn sàng sống và chia sẻ cho họ nguồn ơn cứu độ mà chính bản thân mình đã được lĩnh nhận. Chúa đã làm xong phần của người, còn chúng ta phải làm gì để xứng đáng với vinh dự là môn đệ của Đức Giê-xu? Đấng đã mở tai cho người điếc, mở lưỡi cho người câm, giải oan cho người bị áp bức và loan báo năm hồng ân của Thiên Chúa cho muôn dân. Vấn nạn này chất vấn và theo chúng ta cả đời. Và với tư cách của tín hữu, chúng ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước các đau khổ của những con người mà Chúa đã đến để làm bạn với họ. Tóm lại, Đức Giê-xu đã đến để đưa quyền năng của Thiên Chúa vào thế giới này, hầu tái tạo trời mới, đất mới và trao ban sự sống cho muôn dân thế nào, thì chúng ta cũng cần thể hiện như vậy. Có nghĩa là cuộc sống của chúng ta cần được mở rộng và mở lớn hơn, mở ra cho bản thân và người khác nhìn thấy Chúa nơi phần sâu thẳm nhất của đời mình, mở cho ánh sáng lời Chúa chiếu thấu tâm can mình, vì đó là nơi kín ẩn mà Thiên Chúa muốn ngự trị. Mở toang những mặt nạ khiến dung mạo của Chúa bị bóp méo trong cuộc sống mình. Mở để nhìn, để nghe, để cảm thông, để bước đến, để an ủi, để vỗ về và để san sẻ tình thương cho bao nhiêu người đang chờ đợi bàn tay và con tim của chúng ta. Cuối cùng là Ephphatha, hãy mở ra để Chúa làm chủ mọi sự trong và ngoài của chúng ta. Amen. Lạy Chúa, xin mở mắt con biết nhìn khi con cũng ngài trời xanh, thì cứ lấp lánh hoang mang cùng con muôn thú. Rồi kia ai đã đến đó? Thank you.